Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hảo Cảnh, khu công nghiệp Tiền Hải vẫn duy trì sản xuất và có mức tăng trưởng khá. Đặc biệt, các sản phẩm sứ vệ sinh và sứ dân dụng cao cấp của công ty đã xuất khẩu với số lượng lớn vào các nước châu Âu. Nhờ mở rộng thị trường tiêu thụ, năm 2021, ước tính công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hảo Cảnh sản xuất khoảng 244 triệu sản phẩm các loại, doanh thu ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Điều quan trọng là điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện hơn. Những năm gần đây là công ty chúng tôi là chuyển sang chế độ 4.0, đấy thay đổi thiết bị máy móc để thay sức lao động của con người, đã cải thiện cho công ty rất là nhiều. Thứ nhất là về cải thiện về sức lao động đấy và năng suất lao động để tạo cho cái thu nhập của người công nhân nó cải thiện rất là đáng kể. Dao động người công nhân thu nhập trên tháng là tầm khoảng độ 15 cho đến 17 triệu đồng. Có thể nói, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hảo Cảnh đã tận dụng tốt cơ hội lợi thế mà hiệp định EVFTA mang lại để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Kinh nghiệm của doanh nghiệp là tích cực xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ nước ngoài để nắm bắt thị hiếu, yêu cầu của khách hàng và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ nhất là công ty đã đầu tư những cái dây chuyền hiện đại đồng bộ. Hai nữa là vấn đề là kiểm tra về nguyên liệu đầu vào rất là nghiêm ngặt. Ba là sản phẩm nung ra để là đáp ứng cái thị trường cho người tiêu dùng đấy, trong nước cũng như là các nước châu Âu. Cái tiếp cận về cái khó khăn nhất của châu Âu là cái vấn đề là hàng chúng ta phải làm rất là nghiêm ngặt, đặt mọi chỉ tiêu, thông số kỹ thuật mà các nước châu Âu đề ra. Có thể nói, hiệp định EVFTA đã mang lại nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có khoảng 40 doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước EU. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xứ Hảo Cảnh, còn có một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Pongsinvina, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà tại Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành. Công ty cũng đã tìm hiểu khách hàng với châu Âu, đã làm việc các đối tác. Dây chuyền sản xuất về là đáp ứng luôn tiêu chuẩn của bên châu Âu. Tuy nhiên là những năm về sau ấy thì bên khách hàng châu Âu ấy càng ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về sản phẩm. Họ yêu cầu cái sản phẩm nó phải đạt các chứng chỉ về đảm bảo sức khỏe con người. Đồng thời là các nhà máy sản xuất phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn về lao động, an toàn lao động và môi trường. Sau một năm đấy, thực hiện cái hiệp định EVFTA thì đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt trên 2 tỷ đô và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU là ước đạt trên 350 triệu đô và chiếm khoảng gần 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên thì cái kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU nó chưa tương xứng tiềm năng cũng như là thế mạnh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, do các doanh nghiệp của chúng ta là chưa đáp ứng được cái quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng như là những cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà phía EU đưa ra. Và trong thời gian tới thì để khắc phục những cái hạn chế trên thì các doanh nghiệp cần phải tiếp tục chủ động nghiên cứu sâu, nắm bắt những cái cam kết từ những cái ưu đãi thuế quan đối với những cái sản phẩm của mình đang xuất khẩu. Bên cạnh đó, nắm bắt những cái cơ hội từ cái hiệp định EVFTA mang lại, đề ra những cái giải pháp như nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, rồi phát huy những cái lợi thế cạnh tranh và đảm bảo là sản phẩm của chúng ta đã đáp ứng được cái quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng như là những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật mà từ phía EU đề ra để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Và bên cạnh đó thì Sở Công Thương chúng tôi sẽ, trong thời gian tới chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực công thương và nói chung và lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng. Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU của tỉnh sau một năm thực hiện hiệp định EVFTA mặc dù có sự tăng trưởng khá nhưng mới chỉ ước đạt trên 250 triệu USD. Con số này thực sự chưa phát huy hết thế mạnh và mặt hàng xuất khẩu của tỉnh là dệt may, da dày, sơ, sợi, thủ công mỹ nghệ, thủy sản đông lạnh. Việc sớm có giải pháp để khơi thông dòng chảy hàng hóa vào thị trường EU vừa là mong muốn vừa là yêu cầu của tỉnh và của cả cộng đồng doanh nghiệp.